Chào mừng bạn đến với kênh Trải Nghiệm Game. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top 5 tướng 18.888 vàng đáng mua nhất trong Liên Quân. Muốn có một vị tướng ưng ý để chơi, ngoài các vị tướng cho miễn phí, nếu muốn có thêm để đấu xếp hạng, người chơi cần bỏ ra vàng để mua. Vậy, với 18.888 vàng, vị tướng nào đáng mua nhất? Cùng tìm hiểu nào. Top 5 Ra. Với 18.888 vàng, bạn có Ra Quyền Vương, vị tướng rất đa năng, biến ảo chiến thuật tốt, có khả năng đi rừng và pháp sư đường mid. Và nếu thích, bạn có thể đưa hắn ta lên solo đường kinh công một cách đơn giản thôi. Với nội tại vô cùng linh hoạt và cơ chế sử dụng nội năng, giúp anh chàng Quyền Vương vô cùng linh hoạt cấu rỉa thì mắc thấm. Về cơ bản, anh chàng này khá hoàn hảo. Nhưng muốn chơi vị tướng này, đầu tiên bạn phải nhớ rằng vị tướng này cần người chơi có khả năng định hướng tốt. Và nếu bạn tung cú đấm chân không toàn trượt thì chỉ có một câu mô tả, đó là phế. Top 4 Slim là một xạ thủ late game bắn cực kỳ rát, đặc biệt là khả năng bắn chí mạng, sốc sát thương ghê gớm. Không chỉ cơ động nhờ chiêu thức lò xo cơ khí và thuốc cà rốt, Slim mạnh nhất đó chính là lao cơ khí với khả năng làm choáng càng xa, khống chế lâu. Đây chính là chiêu thức chí nhất của Slim, giúp hắn ta về cuối game chỉ cần có một con mồi trúng chiêu thức, nếu không có bảo kê chắc chắn bốc hơi. Đương nhiên rồi, bá đạo như vậy nhưng còn phải xem bạn có phi lao chúng không nhé. Và trước khi mua cần cân nhắc bạn có thích chơi xạ thủ đường hoặc đi rừng không. Thứ hai, bạn có quét màn hình và dự đoán phóng lao chính xác được không? Nếu đáp ứng được hai điều trên thì không cần phải chần chừ gì cả, mau mua hắn thôi. Top 3 Crest. Với 18.888 vàng, bạn có một vị tướng có khả năng solo đường kinh công hoặc đi trợ thủ vô cùng bá đạo và khả năng lật kèo mạnh nhất Liên Quân. Với lượng sát thương khủng đầu game và khả năng chống chịu cuối game, Crest có thể nói đây chính là vị tướng đáng chơi nhất, vô cùng hiệu quả trong giao tranh. Dù bạn phế tới đâu hoặc bạn bị lag hay AFK đều có thể giúp đồng đội rất nhiều thứ chứ không hề vô dụng đâu nha. Cân nhắc trước khi mua đó chính là bạn thích đi đường kinh công không? Nhưng theo tôi, cơ hội để Cresht đi trợ thủ thì cao hơn nhiều. Đương nhiên rồi, với chiêu cuối mạnh vô cùng thì cần khả năng phán đoán mở ra tranh thật tốt nhá. Top 2 Maloch. Nếu bạn là một người yêu thích Liên Quân thì chắc chắn không để bỏ qua đấu trường huyền thoại thi đấu chuyên nghiệp. Tại đấu trường này, với một vị tướng Maloch cực kỳ mạnh, giúp cho bao đội tuyển giành chiến thắng với tỷ lệ gần như 100%. Và đương nhiên, hắn ta luôn nằm trong danh sách nghỉ ngơi hút trà đá cùng người đồng cảnh ngộ Nakroth. Nhưng bạn cứ yên tâm là trong rank chúng ta thoải mái mà chơi, và với khả năng càn quét trong giao tranh, đồng thời mở giao tranh và sinh tồn vô cùng mạnh, Maloch luôn được ưu ái trong tay các cao thủ. Trước khi mua vị tướng này, bạn cần chắc chắn rằng mình thích đi solo đường và có khả năng phán đoán mở giao tranh tốt. Đương nhiên không thể thiếu là bạn phải cố gắng vận dụng chiêu quỷ kiếm thật tốt nha. Top 1, Nakroth. Chắc chắn rằng với việc bạn phải bỏ ra 18.888 vàng thì không có điều gì phải nuối tiếc về liệu mùa 3, mùa 4 hay cả mùa 10 Nakroth có yếu đi không? Đơn giản là không. Đây là một vị tướng có thể nói là cân bằng nhất. Chắc chắn rồi, đây là một vị sát thủ hoàn hảo, một sát thương chủ lực trong thi đấu chuyên nghiệp, nên giống như Maloch mà thôi, hắn ta phải trà đá hút thuốc lào. Sức mạnh của hắn thì không nói nữa, mạnh lắm. Và cân nhắc trước khi mua đó chính là cần thời gian luyện tập thật lâu, cần tư duy và phản xạ nhạy bén. Tất cả các chiêu thức đều định hướng sai một ly là đi một dặm, không phù hợp với anh em mạng lác và hay nóng tính nha. Với vị sát thủ này chúng ta cần một cái đầu lạnh. Trên đây là top 5 tướng 18.888 vàng đáng mua nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video. Đó là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. hộ kênh, các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó chọn tiếp vào biểu tượng chuông. Các bạn chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để nhận tất cả những thông báo khi tôi livestream hoặc là các video mới nhất. Sau đấy chọn lưu lại. Tiếp theo các bạn nhớ like cho video, sau đó chia sẻ các video lên Facebook. Xin cảm ơn.